Giới thiệu, tôi bị ám bởi một con ma nhưng càng ngày nó càng dễ thương. Nếu một ngày trên dòng đời tấp nập bạn vô tình có ghé ngang đây thì hãy thử đọc bộ truyện Tôi bị ám bởi một con ma nhưng càng ngày nó càng dễ thương mới toanh này nhé. Dù chỉ mới tiếp cận với thị trường truyện tranh trực tuyến ở Việt Nam thời gian gần đây, nhưng bộ này được đón nhận khá nhiệt tình bởi độc giả với hàng trăm ngàn lượt đọc chỉ trong vài ngày đầu. Sơ lược về truyện. Tôi bị ám bởi một con ma nhưng càng ngày nó càng dễ thương là một bộ manga không chỉ lãng mạn nhẹ nhàng mà còn khá hài hước. Dù mới ra 10 chấp đầu tiên nhưng truyện hé mở không ít các tình tiết có phần hơi bỏng mắt cho nên mình vẫn khuyến cáo những bạn dưới 18 cộng cân nhắc trước khi đọc. Nội dung. Chuyện Tôi bị ám bởi một con ma nhưng càng ngày nó càng dễ thương kể về anh Men là nhân viên văn phòng nghiêm túc tiêu chuẩn tại Nhật, chẳng có đam mê và lý tưởng sống nào. Hàng ngày anh cứ đi lại giữa công ty và nhà, dậy từ sáng sớm và trở về khi trời đã răng kín sao đêm. Sống một cuộc đời nhàm chán, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn bất tận. Cho đến một đêm nọ khi đang trên đường trở về Men đụng phải một ma nữ đang lê lết đến trước mặt anh và nói trong 7 ngày tới ta sẽ giết ngươi. Nếu là người bình thường gặp hoàn cảnh đó tin rằng sẽ sợ đến xỉu lên xỉu xuống nhưng xui thay cho ma nữ lại chọn ngay anh đang chán đời muốn chết. Lúc nghe nó đe dọa mình còn đang mừng vì mình sắp được giải thoát khỏi những trận mắng chửi của sếp, sự phàn nàn từ người xung quanh và cuộc sống đơn độc trong căn nhà vắng vẻ. Lập tức anh liền cho việc bị ma ám là mặt tích cực bỗng dưng xuất hiện trong đời mình. Từ đó, ma nữ theo anh 24/7 nhằm thực hiện ý định hù dọa và ám anh, còn Men thì vui mừng vì tự dưng có được người bạn sống chết cũng đi theo mình mọi lúc mọi nơi. Thật may vì nét bút của Vaco 15 vẽ theo hướng lãng mạn đáng yêu nên tình huống này cũng trở nên cute hơn hẳn. Đáng ra theo mạch chuyện lúc đầu là ma nữ sẽ giết anh trong 7 ngày, nhưng mới buổi sáng đầu tiên mà nó đã biến hóa từ con ma xấu xí dơ bẩn thành một cô gái đáng yêu với body nóng bỏng. Đi đến đoạn này thì hẳn mọi người cũng sẽ đoán được phát triển của cốt truyện về sau chắc chắn là một giai thoại tình yêu tình người duyên ma cực xúc động với một cái kết không mở thì cũng bad ending. Tiếp diễn sau đó của bộ truyện cho đến chấp 10 ma nữ càng ngày càng ngoan về ngoại hình lẫn tính cách. Câu khẳng định đầy rùng rợn rằng sẽ giết mình cũng không thành hiện thực mà thay vào đó là cuộc sống sinh hoạt thường ngày với những tình huống hài hước lãng mạn đan xen. Tổng kết. Bộ Tôi bị ám bởi một con ma nhưng càng ngày nó càng dễ thương khá nhẹ nhàng và dễ thương. Dù mới ra được chục chấp mà mỗi chấp còn khá ngắn nhưng nó lại nhận được nhiều đánh giá rất tích cực và hứa hẹn là bộ manga đáng để mong chờ. Không biết những chấp sau anh Men có thật sự đăng xuất như lời ma nữ nói không? Hãy cùng đón chờ bộ truyện này nhé!